Chào các bạn đến với khóa học M Sir Learning nhập môn học máy và khai phá dữ liệu. Trong khóa học này chúng ta sẽ đi qua tất cả là 6 chương và chương hôm nay chúng ta sẽ đi qua chương thứ 3 hồi quy tuyến tính. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu học có giám sát là gì. Học có giám sát là một thuật toán trong lĩnh vực máy học, trong đó mô hình máy tính được huấn luyện trên một tập dữ liệu đã được gán nhãn. Quá trình này bao gồm việc cung cấp cho mô hình các cặp đầu vào và đầu ra tương ứng và mô hình sẽ học cách ánh xạ từ các đầu vào này sang đầu ra. Mục tiêu của học có giám sát là tìm ra một quy luật tổng quát từ các dữ liệu đầu vào, để mô hình có thể dự đoán đầu ra mới cho các đầu vào mà nó chưa được huấn luyện trước đó. Hàm học được sau đó sẽ được dùng để dự đoán cho các quan sát mới. Phân loại classification, nếu đầu ra output chữ y thuộc tập rời rạc và hữu hạn. Hồi quy regression, nếu đầu ra output chữ y là các số thực. Hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính là một kỹ thuật phân tích thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của các biến độc lập. Và bài toán hồi quy cần học một hàm y bằng f(x) từ một tập học cho trước là D, và trong tập học D này ta có các tập một x thì ta có y1, 2x thì có y2 và xm thì có ym, trong đó y tương đương với f(x) với mọi y. Mỗi quan sát được biểu diễn bằng một vector n chiều, chẳng hạn như xi Xy bằng xi1, xi2, xin mũ t trong hồi quy tuyến tính, một mô hình được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu để tìm các hệ số tốt nhất để mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Nếu giả thuyết hàm y bằng f(x) là hàm có dạng tuyến tính, f(x) bằng v 0 không cộng v 1 một nhân một cộng cho tới v xn. n học một hàm hồi quy tuyến tính thì tương đương với việc học vectơ trọng số v kép bằng v 0 không, v kẹp một, cho tới v n mũ t. Dưới đây là một ví dụ về hồi quy tuyến tính. 5. Phán đoán tương lai. Đối với mỗi quan sát X bằng X1, X2, cho tới XN mũ T. Giá trị đầu ra mong muốn CX. Giá trị phán đoán bởi hệ thống. yx bằng V kép 0 cộng V kép 1, X1 cộng cho tới cộng V N, XN. Ta thường mong muốn yx sấp xỉ CX. Phán đoán cho quan sát tương lai Z bằng Z1, Z2, cho tới ZN mũ T. Cần dự đoán giá trị đầu ra bằng cách áp dụng hàm mục tiêu đã học được F fz bằng W0 -W1, w 0 cộng vk1 z1 cộng cho tới cộng z zn học hàm hồi quy mục tiêu học học một hàm f sao sao cho khả năng phán đoán trong tương lai là tốt nhất tức là sai số giá trị tuyệt đối cz trừ fz là nhỏ nhất cho các quan sát tương lai z khả năng tổng quát hóa generalization là tốt nhất vấn đề có vô hạn hàm tuyến tính làm sao để học quy tắc nào dùng một tiêu chuẩn để đánh giá Tiêu chuẩn thường dùng là hàm lỗi, chúng ta sẽ được học qua vào clip sau.